ưu tiên hỗ trợ các mô hình dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn huyện nghèo mô hình dự án giảm nghèo khởi nghiệp khởi sự kinh doanh do người khuyết tật dân tộc thiểu số phụ nữ học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện tạo điều kiện để người yếu thế dễ bị tổn thương có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình dự án giảm nghèo đó là mục tiêu thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh sơn la trong thời gian tới theo đó, từ nay đến năm 2025, các địa phương trong tỉnh tập trung xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo. Các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, doanh nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề hướng dẫn tạo việc làm hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi nguyên liệu sản xuất vật tư công cụ sản xuất cho các hộ nghèo các sở ngành tổ chức tiến hành xúc tiến thương mại tiếp cận thị trường liên kết phát triển sản xuất phát triển ngành nghề với bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo cộng đồng với hợp tác xã doanh nghiệp tổ chức cá nhân liên quan mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh